Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bộ truyện Thiên Kê Bại Gia. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Trưởng lão Vinh Dự, phải, ngươi sẽ ngồi ngang hàng với 5 người chúng ta. Cho dù tiểu tử lạc vô danh kia thấy ngươi, cũng phải gọi ngươi một tiếng Diệp trưởng lão. Đại tổ lão, ngươi cái này chơi lớn rồi đi, ta đối với cái kia Vinh Dự trưởng lão không có hứng thú gì. Ta chỉ muốn yên tĩnh làm đại gia tử, không muốn gây ra một đống chuyện thị phi, mà ta vẫn là sư tôn thân truyền đại đệ tử. Nếu làm trưởng lão thì sẽ phải biết đối mặt với sự tôn thế nào, thân phận càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Không được, tông môn như vậy sẽ phụ lòng ngươi, không bằng thân phận của ngươi chỉ có vô danh và 5 người chúng ta biết, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bình thường sinh hoạt. Đại tổ lão, vậy chúng ta đầu tiên nói trước, tông môn thiếu linh thạch linh tinh ta sẽ cung cấp tài nguyên, còn những chuyện khác ta sẽ mặc kệ. Thành giao, Diệp Phong, ngươi muốn tới yêu thú phong, nơi tông môn ta giam giữ yêu thú quan sát không? Đại trưởng lão, ngươi cũng ở đây sao? Hồ nháo, Diệp Phong cũng là người kêu, gọi là Diệp trưởng lão. Hả, từ nay trở đi, Diệp Phong chính là trưởng lão vinh dự của Tiên Cực Tông ta, thân phận của hắn ngang hàng với 5 người chúng ta. Sau này ngươi gặp Diệp trưởng lão, thái độ nghiêm túc chút cho ta. Biết rồi, biết rồi. Đại tổ lão, ta có thể biết Diệp Phong là làm sao trở thành vinh dự trưởng lão không? Hắn vì tông môn cầu hiền quá nhiều, cho dù là trưởng lão vinh dự, ta cũng cảm thấy ủy khuất trong Diệp Phong. Cống hiến quá nhiều, Diệp Phong có thể hay không cho ta nói một chút, ngươi hao tổn bao nhiêu tiền mua cái này vinh dự đại trưởng lão? Sư công, về sau ngươi đừng gọi ta là Diệp trưởng lão, ta nghe không quen, mà lại ta vẫn là Tinh Cực Tông đệ tử hạch tâm, đồng thời cũng là sư tôn đại đệ tử thần truyền. Cái này vinh dự lại trưởng lão, cũng chỉ có mấy cái đại tổ lão biết được, sẽ không đối ngoại công khai. Về phần cái giá, 1 ức linh tinh cực phẩm, cùng với bí điển tiến giai cửu kiếm trận mà thôi. 1 ức linh tinh cực phẩm, cửu tinh kiếm trận đã được cải tiến, chỉ là một trưởng lão vinh dự, đúng thật là ủy khuất. Sư công, người vừa mới nói cái gì mà yêu thú phong, chúng ta đi xem thử một chút đi. Động phủ tu luyện phía sau núi, lão đại, đem linh thạch trả lại Diệp Phong chưa? Chúng ta không thể nhận hắn được. Lắc đầu, chưa trả. Đại ca, hồ đồ, người hồ đồ, sao có thể không trả đâu? Chúng ta thật không kèm cái kia 100 bạn cực phẩm linh thạch. Chư vị, ta không phải là không muốn trả, ngược lại là tại Diệp Phong cái kia cầm chút đồ tốt. Hắn cho ta nhiều lắm, ta căn bản không có cách cự tuyệt. Ta vốn không muốn, nhưng hắn thật sự là, cho quá nhiều. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm tiếp bộ truyện Thiên Khải Bại Gia. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Chúng ta vào chuyện thôi. Đại ca, tổng cộng là bao nhiêu linh thạch vậy? Không phải là linh thạch, mà là 1 ức linh tinh. 1 ức linh tinh đặt trong không gian giới chỉ. Có cái này 1 ức cực phẩm linh tinh, đủ để cam đoan Tinh Cực Tông 100.000 năm không lo. Bỏ xuống nhanh đi, đừng làm hỏng nhẫn không gian. Không kể từ hôm nay, chúng ta Tinh Cực Tông sẽ vĩnh viễn đem hộ tông đại trận mở ra. Bất kỳ có hay không tâm môn nguy cơ, mỗi một khắc phải mở ra từng giây từng phút. Hả? Lão đại, ngài điên rồi, chẳng lẽ có môn phái nào muốn tấn công Tinh Cực Tông? Diệp Phong nói, ta bố cục quá nhỏ, chỉ là 1 ức cực phẩm linh tinh mà thôi, dùng hết cứ việc tìm hắn là được. Thằng nhóc này mới tới đây một ngày, sao cứ có cảm giác như chúng ta là ăn mày vậy? Đúng rồi, Diệp Phong còn cho ta một cái trận pháp bí điển, bên trong chính là phiên bản tăng cường của Tinh Cực kiếm trận. Tuy tiêu hao lên gấp 10 lần, nhưng uy lực cũng đồng dạng tăng lên gấp 10 lần. Liền xem như vượt qua 9 đạo lôi kiếp cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả, không chết cũng phải trọng thương. Cái gì? Núi phong trần yêu thú, Deep Phong, những thứ này phong yêu động bên trong, đều phong ấn khác biệt thực lực một số con yêu thú. Càng lên cao phong ấn yêu thú càng mạnh thì thực lực càng mạnh. Sư công, tại sao muốn phong ấn những yêu thú này? Tại sao không trực tiếp giết là được rồi sao? Sinh tử lịch luyện. Các đệ tử muốn rời khỏi môn phái, phải thách thức những con quái vật bị phong ấn này. Nếu ngươi thậm chí không thể đánh bại những con quái vật bị phong ấn, đến ngoại giới, những con yêu thú kia cũng sẽ không cho người bất luận cái gì cơ hội sống sót. Đại tổ lão, 2 ngày nữa là ta sẽ đi thiên đạo chiến trường, có thể hay không cho ta thử một chút? Nhưng thứ này yêu thú đều là theo ngoại giới hoặc thiên đạo chiến trường bắt trở lại, vẫn là đem cơ hội lưu lại cho các sư huynh đệ khác đi. Dựa theo thực lực của Diệp Phong, 200 đầu yêu thú cùng cảnh giới cũng không phải đối thủ của hắn. Cái kia căn bản chính là uổng phí hết yêu thú tài nguyên. Sư công, 1 đầu yêu thú khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi nói gì thế? Hôm nay ánh sáng mặt trời tốt à? Đại tổ lão, ngài phớt lờ ta, trước mắt chỉ có 2.810 điểm bại gia, xem ra cần phải chơi một trận lớn rồi, vậy là đã hết chắp 38 rồi. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất từ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.